Các bạn thấy có quen thuộc hay không ạ? Đây là một trong những loại quả xuất hiện trong mâm cơm của gia đình. Nhưng mà khi bạn đem đi phơi khô, sấy khô, nấu nước uống thì nó lại là một vị thuốc cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Vậy quả sung phơi khô thì nó sẽ mang đến những giá trị nào? Hãy bắt đầu đồng hành ngay sau đây cùng với Trang nhé! Xin chào! Lại là Trang đây và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe với chủ đề dược liệu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu tác dụng tuyệt vời từ quả sung phơi khô. Nếu như bạn quan tâm thì Trang có 4 phần chính muốn gửi đến tất cả các bạn. Và bây giờ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng Trang điểm danh qua thành phần giá trị dinh dưỡng của quả sung. Quả sung thì rất quen thuộc đối với tất cả mọi người rồi, chứ Trang không cần phải giới thiệu về cái loại quả này quá nhiều nữa, bạn cũng có thể xem hình ảnh minh họa nhé. Bây giờ chúng ta điểm danh qua cái thành phần giá trị dinh dưỡng đây. Thì quả sung có rất nhiều những cái giá trị dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, nào là vitamin, khoáng chất, axit, các chất chống oxy hóa, kể cả những cái loại đường. Những loại đường như là glucose, saccharose, các axit như là sicamic acid, acid malic, acid citric, acid oxalic, vân vân. Các vitamin như là vitamin A, vitamin C, vitamin B1, vitamin K. Các chất khoáng như là canxi, kali, magie, mangan, đồng, kẽm, vân vân. Thì nó sẽ có lợi cho sức khỏe của các bạn, kèm theo đó là những cái hợp chất chống oxy hóa nữa các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã thấy rằng một loại quả cực kỳ quen thuộc nhưng chứa những cái giá trị dinh dưỡng cần thiết. Từ những thành phần dinh dưỡng này thì chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang vào phần thứ hai. Tác dụng từ quả sung phơi khô là gì? Ở đây thì Trang sẽ chia sẻ về tác dụng của quả sung đối với tất cả mọi người, kể cả phơi khô, sấy khô hay là bạn dùng quả sung tươi, nó đều cho những cái tác dụng này các bạn nhé. Và thường thì mọi người sử dụng sung phơi khô, sấy khô là nhiều. Thì trong đông y á thì quả sung nó có vị ngọt, tính bình, nó quy vào hai kinh tỳ và vị. Nó có tác dụng đó chính là nhuận tràng thông tiện nè, kiện tỳ vị, cũng như là tiêu thủng giải độc, tiêu viêm, chữa ho có đàm. Và nó tác dụng chính trong những cái trường hợp như là kiết lỵ nè, trĩ có máu nè, xa trực tràng, viêm họng, viêm phế quản, đau nhức xương khớp do phong thấp, bạn bị viêm loét dạ dày, nó sẽ cũng cải thiện các bạn nhé. Hoặc là phụ nữ sau khi sinh cái lượng sữa về ít nè, hoặc là bị tắc tia sữa đó, kèm theo là những cái tình trạng là bạn muốn ha tăng cường chức năng gan thận. Và cũng có rất nhiều người hỏi Trang là quả sung phơi khô khi nấu nước uống đó thì nó có tác dụng điều trị sỏi thận hay không? Bây giờ Trang sẽ giải đáp luôn bạn nhé. Thì do nó có tác dụng là lợi tiểu, cho nên là đối với những trường hợp mà sỏi thận ở cái mức độ nhỏ đó, thì khi bạn lợi tiểu hay là bạn uống nhiều nước cũng được nữa, thì nó sẽ giúp cho cái việc cho bào mòn cái viên sỏi đó và dễ đưa ra bên ngoài hơn. Cho nên là mọi người nói với nhau rằng là quả sung phơi khô có tác dụng điều trị sỏi thận, nhưng nhớ là sỏi ở mức độ nhỏ các bạn nhé. Còn nếu như sỏi của các bạn đã lớn rồi, bác sĩ yêu cầu các bạn là phải tán sỏi hay là phẫu thuật lấy sỏi ra tùy theo từng trường hợp đó, thì chúng ta phải tuân thủ theo cái chỉ định của bác sĩ các bạn nhé. Tiếp đến đó chính là nó sẽ có tác dụng trên tim mạch. Đầu tiên là nó sẽ giúp cho bạn ổn định huyết áp, bởi vì cái hàm lượng kali dồi dào, nó giúp cho huyết áp của chúng ta ổn định hơn. Kali nó lại tốt cho cơ tim và các cơ trong cơ thể nữa. Những cái chất béo có trong quả sung thì nó sẽ giúp cho bạn là ổn định cũng như là trung hòa được cái nồng độ cholesterol, nó sẽ ngăn ngừa việc tích lũy trong cơ thể của các bạn cũng như là bám vào thành mạch. Tiếp đến là nó sẽ tốt cho gan. Tốt cho gan ở đây là nó sẽ hạn chế ngăn ngừa dự trữ triglycerides trong cơ thể của các bạn, có nghĩa là những cái loại mỡ xấu tích trữ ở gan đó thì nó sẽ tốt cho gan của các bạn nha.
Nó sẽ tốt cho những người bị bệnh đái tháo đường tiếp 2. Bởi vì nghiên cứu ở động vật vào năm 2003 thì người ta nhận thấy rằng khi sử dụng những cái chiết xuất từ quả sung đó lên những cái con chuột này thì nó sẽ giúp cho những cái con chuột này nó cải thiện về vấn đề là nhạy với insulin hơn, đồng thời nó sẽ hạn chế được cái tình trạng mỡ trong lòng mạch nữa các bạn nhé. Nó tốt cho xương bởi vì hàm lượng canxi cực kỳ dồi dào có trong quả sung. Thì đây là một trong những loại quả, nếu như ai đã xem qua video mà Trang chia sẻ về thực phẩm giàu canxi cho người lớn tuổi đó thì chúng ta cũng thấy có quả sung trong đó. Thì bổ sung quả sung vào khẩu phần dinh dưỡng nó cũng giúp cho bạn bổ sung được các thành phần canxi vào cho cơ thể. Nếu như bạn thường xuyên làm việc với máy tính nè, hoặc là với các thiết bị điện tử, bạn phải nhìn lâu hơn thì mắt của các bạn cũng bị mờ, bị kém đi, thì sử dụng quả sung 5 đến 6 quả trên một ngày thì nó sẽ giúp cho bạn cung cấp hàm lượng vitamin A cần thiết, giúp cho mắt sẽ sáng hơn, khỏe hơn, ngăn ngừa được tình trạng thoái hóa điểm vàng nữa các bạn nhé. Tiếp đến là nó sẽ giảm đi cái tình trạng đau nhức xương khớp ở những người bị viêm khớp dạng thấp nè. Bởi vì nó có tác dụng kháng viêm, cũng có tác dụng giảm đau nhẹ, cho nên là nó sẽ cải thiện kèm theo cái chế độ sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ nữa các bạn nhé. Quả sung nó còn giúp cho bạn là ngăn ngừa được tình trạng táo bón. Những ai gặp vấn phải vấn đề táo bón đó thì khi bạn sử dụng quả sung với hàm lượng chất xơ dồi dào trong đó thì nó sẽ giúp cho bạn cải thiện tình trạng này rất là hiệu quả. Nhớ là không sử dụng quá nhiều, nếu như bạn dùng nhiều sẽ dẫn đến tiêu chảy bạn nhé. Ở lúc đầu Trang nói là trong đông y nó còn hỗ trợ vấn đề điều trị bệnh trĩ ra máu. Trĩ ra máu ở đây thì nó sẽ giúp cho bạn là cung cấp chất xơ, vitamin hoặc khoáng chất. Lúc đó thì bạn đi phân ra ngoài đó, nó sẽ mềm hơn, nó giảm cái áp lực lên thành tĩnh mạch ở cái phần hậu môn trực tràng. Cho nên là nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là gây áp lực và cái búi chỉ nó ít xa hơn các bạn nhé. Ngoài ra tác dụng kháng viêm và giảm đau của nó cũng mang đến cho bạn nữa. Nhưng mà nếu như chỉ ở mức độ từ 3 trở đi đó thì chúng ta phải đến gặp bác sĩ rồi bạn nhé. Nếu như bức chỉ ở mức độ 1 á, thì bạn sử dụng quả sung nó sẽ cải thiện một phần nào đó cho bạn thôi, chứ không hoàn toàn là chữa hết cái vấn đề chỉ các bạn nhé. Tiếp đến là chính là nó sẽ giúp cho bạn làm đẹp làn da, bởi vì những vitamin và khoáng chất trong đó nó sẽ giúp cho da dẻ trở nên hồng hào hơn, bởi vì nó tăng lưu lượng máu đến toàn cơ thể của bạn đó. Những ai gặp vấn đề về rụng tóc nè, bạn cũng có thể bổ sung quả sung vào khẩu phần dinh dưỡng của mình, bởi vì kẽm nè, đồng nè, vitamin B1 nó sẽ giúp cho cái nang tóc của các bạn khỏe hơn, từ đó hạn chế được cái tình trạng tóc rẫy rụng nữa bạn nhé. Còn đối với việc phụ nữ sau khi sinh mà lượng sữa về ít đó thì bạn có thể sử dụng quả sung hầm với chân giò để chúng ta lợi sữa hơn. Thì nói chung quả sung mang đến rất nhiều những cái giá trị dinh dưỡng cho các bạn. Nếu như bạn sử dụng đúng cách thì nó mang đến rất nhiều những cái lợi ích. Nó còn giúp cho bạn phòng chống những cái tế bào ung thư nữa các bạn nhé. Bởi vì những chất chống oxy hóa trong đó sẽ trung hòa được những gốc tự do. Tiếp đến là nó sẽ giúp cho bạn cải thiện sức khỏe một cách tốt nhất. Và ngay từ xa xưa thì trong dân gian đã sử dụng quả sung rất nhiều rồi. Thì ngày hôm nay kết hợp cùng với y học hiện đại thì chúng ta nhớ là sử dụng đúng mang đến hiệu quả tốt nhất cho mình. Thì để sử dụng đúng thì chúng ta sẽ bước sang phần thứ ba cùng với Trang, đó chính là cách sử dụng quả sung khô tốt nhất. Thì Trang nói rất nhiều về những cái lợi ích từ cái quả sung phơi khô nấu nước mang đến đó, thì sử dụng như thế nào là hợp lý nhất đây? Thì quả sung phơi khô như thế này các bạn nhé. Thì mỗi ngày bạn có thể dùng từ 30 đến 60 gram. Nếu như bạn dùng để phòng ngừa, để tốt cho sức khỏe thôi thì mỗi ngày bạn dùng 30 gram là được rồi. Còn những ai đang hỗ trợ về vấn đề gan nè, hoặc là sỏi thận ở mức độ nhỏ, hay là vấn đề thấp khớp đó, thì chúng ta sẽ dùng 60 gram. Các bạn lưu ý nha. Bây giờ Trang sẽ hướng dẫn cách sử dụng đây. 30 gram hay 60 gram thì bạn sẽ nấu cùng với 1 lít nước các bạn nhé. Chúng ta sẽ nấu sắc đó khi nào mà nó còn lại 7 700 ml nước,
thì chúng ta sẽ chia cái phần nước đó ra thành 3 lần uống trong một ngày. Thì nó sẽ giúp cho bạn cải thiện tốt sức khỏe hơn chứ không phải là chúng ta. Còn đối với những người mà phòng ngừa thôi, tăng cường chức năng giải độc cho gan ha, hoặc là tăng cường sức khỏe cho gan, thận, cho các tế bào đó, thì chúng ta có thể dùng như mà là một dạng trà. Có nghĩa là chúng ta cho vào, chúng ta nấu sôi lên rồi chúng ta cho vào phích hoặc là bình đó, chúng ta đựng, chúng ta uống trong một ngày cùng với 1 lít nước. Thì đối với những người gặp vấn đề về sỏi thận mà ở mức độ nhỏ, sỏi nó còn có thể đào thải ra ngoài được đó, thì chúng ta sẽ sử dụng 60 g, bạn nấu cùng với 1 lít nước các bạn nhé. Bạn sẽ nấu còn 500 ml nước. Nhớ nha, bạn nấu còn lại 500 ml nước, chia thành 3 lần uống. Bạn sẽ uống vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Và chúng ta uống sau ăn 15 hoặc là 30 phút các bạn nhé. Thì nó sẽ tốt cho bạn. Chứ đừng nấu hôm 30 hoặc là 60 gram cùng với 2 lít nước để uống trong một ngày thì nó sẽ không tốt. Bởi vì bạn phải nấu đặc lại sắc như vậy đó để nó có được cái dược chất trong đó, bạn cần lưu ý nha. Thì đây là nước quả sung mà Trang nấu đây. Thì mời mọi người thưởng thức nước quả sung cùng với Trang nha. Quả sung phơi khô nấu nước uống thì nó còn tốt cho sức khỏe của chúng ta rất nhiều, thay vì bạn uống những cái loại nước ngọt có ga hay là trà sữa vân vân, thì bây giờ xung quanh chúng ta có thảo mộc rất nhiều, thì tại sao chúng ta không bổ sung vào thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn rất nhiều các bạn nhé. Cái vị của quả sung phơi khô nấu nước uống rất là ngon các bạn nhé, rất là thơm. Nó thơm mùi của quả sung, nó có vị hơi chua chua nè. Hàm lượng vitamin C của nó cũng cực kỳ dồi dào các bạn nhé, rất là có lợi cho sức khỏe. Thì các bạn có thể thử cho mình. Còn ai muốn hỗ trợ và phòng ngừa bệnh đó thì các bạn cũng có thể nấu nước uống. Và nhớ là đừng có nấu quá nhiều các bạn nhé. Nấu theo đúng liều lượng mà Trang đã hướng dẫn nha. Và bây giờ là phần cuối cùng, phần thứ tư. Những lưu ý khi sử dụng nước quả sung. Thì sau đây Trang có một vài những lưu ý gửi đến tất cả mọi người thôi. Đầu tiên đó chính là những ai dị ứng với nhựa mủ cao su thì không nên sử dụng quả sung, bởi vì nó cũng có thể ảnh hưởng các bạn nhé. Tiếp đến là không dùng cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu và có thể gây sảy thai. Tiếp đến đó chính là quả sung mặc dù rất là có lợi cho sức khỏe nhưng chúng ta không nên uống quá nhiều. Uống nhiều thì sẽ dẫn đến tiêu chảy hoặc là nó ảnh hưởng ngược lại nữa. Cho nên là chúng ta uống một liều lượng mà cho phép, đó chính là 30 hoặc 60 gram nấu cùng với 1 lít nước. Hoặc là bạn sắc lại còn 500 ml nước thì chúng ta sử dụng trong ngày là được. Nước quả sung thì nếu như trong ngày uống không hết thì mang bỏ đi chứ không để tủ lạnh, bởi vì nó sẽ biến chất không tốt các bạn nhé. Tiếp đến đó chính là những người có cơ địa hèn đó thì chúng ta cũng không nên sử dụng, bởi vì có thể dẫn đến tình trạng đau bụng, buồn nôn, chướng bụng hoặc là tiêu chảy. Thì đó là những cái lưu ý cần thiết thôi, mong rằng các bạn sử dụng đúng để mang đến hiệu quả tốt nhất. Và lưu ý là những ai đang sử dụng thuốc chống đông máu thì hạn chế sử dụng cùng, bởi vì trong đây nó có chứa hàm lượng vitamin K dồi dào, có thể gây tương tác các bạn nhé. Còn ai muốn uống cùng với những loại thuốc hỗ trợ và điều trị bệnh thì cách xa ít nhất là 2 tiếng đồng hồ giúp Trang. Thì đó là những kiến thức mà Trang chia sẻ đến tất cả mọi người để có thể tìm hiểu về quả sung. Nếu như bạn thấy yêu thích thì hãy tặng cho Trang một tim biểu tượng YouTube mới các bạn nhé. Hoặc là bạn đơn giản thôi, nhấn nút like, bấm nút đăng ký, bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.